Mình là Bia Hero. Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn chơi một trò chơi có tên là Pokemon Go. Nó không khó nữa nhưng mà mình thì vẫn chơi nó bình thường. Là nó này Pokemon. Lâu vô lâu. Nó vô lâu lắm. Sắp rồi. Con kim. À xin lỗi, mình đang với cháu mà. Đục vô mỏ bây giờ. Mình không chắc có thể bắt được con nào đâu. Đây là nó lên rồi. Quá trời luôn. Đây là nick của thằng cháu mình và mình chơi chung. Trời ơi, còn đủ. Không còn đủ banh nữa, chết rồi. Bip. Đây mình sẽ bắt con chuột. Hay bắt chim. Dễ bắt mà. Mình sẽ cho các bạn coi bukki đẹp. Con kim này yếu thì bê ra sao bắt chuột rồi. Hết quả cầu luôn, hết bukki luôn, hết pokeball luôn. Bum. Đây là những cái này là xếp theo thời gian mới bắt nè, mới bắt những con này. Này là xếp theo độ hít. Độ hít. Này là số. Mình chả biết số gì luôn. Số đó để kêu biết. HP là xếp theo máu. Nem là xếp từ A đến Z. CP là xếp theo độ CP. KH mình sẽ xếp theo Resin này nè. Ta mới bắt được mấy con này. Con này mình ước bắt được. Con này mới luôn, chưa có luôn. Bởi vì nó sẽ không thể lên. Mình cho coi Pokédex. Đây là Pokédex. Quá trời con chưa có luôn. Muốn con này quá à. Bị bắt chuột mấy lần luôn. Bây giờ mình sẽ đi thay đổi trang phục cho các bạn xem. Style lè. Ồ lâu rồi, cái thay đổi trang phục đâu rồi? Luôn, quên cách đổi trang phục rồi. Ai coi như là mình quên cách đổi trang phục rồi. Bó tay. Quên cách đổi trang phục rồi. Đây là cách để tôi biết ở đâu mà. Đây là cách để đưa một con về dần dần kiểu bấm ở đây transfer. Yes. Cái các bạn nếu các bạn thích video mình hãy like, share và subscribe video của mình nhé. Bye bye. Xin lỗi các bạn mất video.